Ok, đây em sẽ test cho anh em nhé, test cho anh em thực tế luôn là cái laser đầu laser đại bàng này, tia đỏ này, đấy tia đỏ đây, tia laser là màu đỏ, là chuyên để bắn đêm nhé, các bác quan sát đây nhé, đấy test thực tế cho anh em nhé. Laser này thì nó sẽ có đèn pin nhé, đây sẽ có đèn pin siêu sáng này nhé, có cho anh em là 3 mức cường độ ánh sáng này, cường độ ánh sáng này là nó mờ nhé, mờ này, các bác đẩy nhé, đấy nó sẽ có 3 mức cường độ ánh sáng khác nhau này, trời đang mưa này, đấy mờ này, nhấp nháy này và sáng rõ nhé, đây anh em quan sát đây, đấy rất chi là sáng rất xa này, đấy các này vừa laser vừa mấy cả vừa có laser vừa đèn pin nhé, đây con mồi cách tầm độ là 100m quay đầu thì là đấy nhìn rất rõ nhé, đèn là đèn laser siêu sáng nhé, đèn laser siêu sáng luôn cho anh em, đấy các bác quan sát đấy, đây này cây trời nó đang mưa ấy, trời đang mưa phùn nên là nhìn cái nó hơi mờ một xíu nhé, đấy rất chia sáng đây em quan sát đây nhé, rất là sáng đây này, đấy trời nó mưa cho nên là cái máy quay này nhìn nó sẽ không rõ mấy nhé. LAZE đại bàng có đèn pin siêu sáng em nhé, đấy cực kỳ là sáng luôn nhé, cực kỳ là sáng, cứ tầm độ 100m quay đầu thì các bác đi bắn đêm thì rất chi là tiện lợi nhé, vừa có laser và vừa có đèn pin, anh em đỡ phải là mua thêm một cái đèn pin nữa nhé. Đấy các bác đây soi con mồi này rất chi là dễ dàng. Ok, vừa đấy là em đã test thực tế luôn cho anh em là cái laser đại bàng nhé, đấy laser đại bàng tia đỏ bắn đêm thì là cái mẫu laser đại bàng này nó sẽ có 2 cái mẫu nhé, là một màu đỏ và một màu xanh, đấy màu xanh thì là bắn ngày, màu đỏ thì là bắn đêm. Vừa rồi là đã test cái laser tia đỏ này rồi nhé, tia đỏ này rồi đấy, laser đại bàng tia đỏ nhé, rất chi là sáng luôn đấy, laser thì là rõ này, đèn thì là sáng nhé, đèn led này đấy. Đây là nó sẽ hỗ trợ chân dây là 20 và 11 cho anh em nhé, đây hiện tại nó đang để ở chân dây 20, các bác nào mà muốn cho nó xuống chân dây 11 thì anh em nhé, lưới 2 con ốc này ra anh em đổi chiều chân dây là được, là nó sẽ thành chân dây 11 anh em nhé, đấy, rất đơn giản thôi. Đây bên trên là laser, bên dưới là đèn pin siêu sáng, các bác vừa xem em test thực tế luôn chưa ban đêm. Sẽ kèm theo cho anh em là một cái đuôi chuột nhé, đấy anh em có thể tháo ra, đây tháo này, thay cái công tắc này bằng cái đuôi chuột nhé, bấm đây kéo dài ra này, đây bấm bật tắt đây nhé, đấy kéo dài tầm 1m đấy. Đấy, đuôi chuột các bác nào mà lười bấm có thể là gắn đuôi chuột đấy vào. 2 cái lục giác đây, một cái lục giác để chúng ta chỉnh chân dây nhé, đây lục giác chỉnh chân dây, một cái lục giác là chỉnh cái laser này, chỉnh lên xuống này, đấy chỉnh trái phải này, cũng giống như là chỉnh kính ấy, các bác lắp vào không có chỉnh cho em. Không thể thiếu là một cái sạc pin nhé, một sạc pin này, đấy sạc pin, vừa sạc laser vừa sạc đèn pin anh em nhé, đấy để hướng dẫn nhé. Thì là cái laser xanh và đỏ thì nó giống hệt nhau, khác mỗi là từ phụ kiện này đến những cái phụ kiện đến cái đèn pin này, đấy giống nhau, khác mỗi là cái tia thôi. Tia xanh thì em bán 500 bao ship, còn tia đỏ là 450. Đấy nhà sản xuất người ta ra rồi, người ta làm ra thì là tia xanh nó sẽ đắt hơn tia đỏ 50.000, 500.000 là tia xanh, còn 450.000 là tia đỏ. Đấy rổ giá cả nó sẽ rõ ràng cho anh em. Hàng này hàng đồng kiểm nhé, hàng đồng kiểm, anh em mua hàng cũng quyền được kiểm tra rồi thanh toán, đúng hàng như em quảng cáo thì anh em trả tiền, ok chưa anh em? Đấy anh em mua hàng thì có thể gọi laser đèn pin hoặc là laser đại bàng cũng được, tên nào cũng được. Đấy các bác mua hàng thì nhấc máy alo trực tiếp cho em vào những số điện thoại em đã để ở góc màn ảnh đây nhé, và có Zalo, anh em nào muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì add Zalo những số đó cho em là được. Một cái video ngắn đến để kết thúc, xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.